hân hạnh giới thiệu bộ phim Cuộc chiến thế kỷ do Hồng Kông sản xuất, biên kịch Biên Nại Nải, giám chế Dĩ Gia Huy, với các diễn viên Lưu Thanh Vân trong vai Phương Tân Hiệp, Trịnh Thiếu Thu trong vai Đinh Giả, Quách Ái Minh trong vai Trương Cường, Quỳnh Trí Hiền trong vai Tần Thao Thiên, Trần Vĩ trong vai Trịnh Hy Văn, Hàn Quân Đình trong vai Trịnh Diệu Diệu, Lê Tư Gia trong vai Thạch Lương Chân, Từ Tịnh Lôi trong vai Nguyễn Thiếu Mai, Thiếu Cúc, Điền Nguyễn Ni trong vai Kỳ Thiếu Quân, Trần Khải Thái trong vai Âu Dương Dĩ Luân, Trần Chí Cường trong vai Đinh Nhất Giả, Bao Khởi Tịnh trong vai Vợ Giả, Anders Nelson trong vai Tái Tư, Dương Di trong vai Jackie, cùng một số diễn viên khác. Bồ Tát, Bồ Tát, hôm nay nhất định phải phù hộ cho bốn cha con kỳ khai đắc thắng, đại sát tam phương. Con người của con không có tham lam, tiền đủ xài là được rồi. Nè, tới lúc đó bảo đảm sẽ cúng heo quay để trả lễ khấu tạ thần ân, thập nhang đại phú đại quý. Mong sau này người phù hộ cái gai trong mắt của con Phương Tân Hiệp biến mất khỏi tầm mắt của con, mãi mãi không trở mình. Ông Đinh à, ông Đinh à, bà cụ Đinh tới rồi. Má, bà nội, bà nội, bà nội. Má, má, con thấy má ốm quá rồi. Má, lão lai tòng tử, người ta già không thân không thích, bị con cháu ngược đãi mới phải sống cô độc một mình như vậy. Má, sao má tự làm khổ mình hoài vậy? Tụi con thật sự rất đau lòng. Mẹ con làm gì mà thù dai, đừng có giận lấy nữa. Phải đó bà nội à, căn nhà bể nát như vậy làm sao mà ở. Bà nội dọn về nhà đi. Tụi con sắp giàu to rồi, tiền nhiều tới nỗi xài 10 đời vẫn không hết. Được, tao dọn về cũng được, nhưng tụi bay nhất định phải hứa với tao tha cho bé Hiệp. Thì ra má về không phải là vì tụi con, không phải là muốn gặp tụi con, mà là vì tên khốn đó. Má, tụi con mới là người thân của má, sao cánh tay của má lại bẻ ra ngoài chứ, và giúp người ngoài như vậy hả? Chính vì tao muốn giúp tụi bay tích một chút ân đức mà. Ê, con đã làm gì? Con làm rất nhiều việc thiện, con không làm chuyện thẹn với lòng. Bây giờ là tên khốn đó muốn hãm hại con. Con niệm tình hắn là con của Phương Thâm, đã nhịn hắn lâu lắm rồi, nhưng mà hắn giống như hồn ma vậy, cứ đeo bám theo con, là tự hắn muốn chết thôi. Là ai đã đẩy ba của nó té xuống lầu? Là ai đã đốt chết anh của nó và chị của nó? Bà nội à, là hắn nhất định muốn thưa ba con ở tù nên tụi con mới làm vậy thôi. Câm miệng, khi nào mới tới lượt mày lên tiếng? Ba mày hại chết cả gia đình của người ta còn ở đó lớn tiếng nữa. Là tên khốn đó không biết phân biệt thị phi, con cũng đành chịu. Nhưng mà má là má của con, má sinh con, không hiểu tính của con, má không biết con là người thế nào sao? Con đã nói rồi, chuyện trước đây là tai nạn, chỉ là hiểu lầm, con cũng không muốn như vậy mà. Tao không muốn nghe lý do phi lý của mày. Có phải là mày muốn hại chết bé Hiệp thì mày mới cam tâm hay không? Mày nói đi, có phải như vậy không? Hai người không phạm con không phạm người. Hôm nay không phải hắn chết tức là con chết. Mày không chịu ngừng tay phải không? Được, tao không năn nỉ mày nữa. Hoàng Thiên Tại Thượng, lề xấu con xin thề với trời, nếu như con của con và cháu nội của con còn làm chuyện hại người hại mình, vậy thì con sẽ cam tâm để tuyệt tử tuyệt tôn, chết không người đưa tiễn. Trời ơi, sao má lại nói như là như vậy? Má là má của con mà. Mày đánh chết tao đi. Trời ơi, cứ để cho nó đánh chết tôi. Mày má, đánh chết tao đi.
Đừng vậy mà. Hả? Sao lại như vậy chứ? Thao Thiên, Thao Thiên. Hả? Anh lại xem máy vi tính giùm tôi được sao không? Chuyện gì? Anh tới coi đi, máy vi tính bị tắt luôn rồi, không hiểu tại sao nữa. Lúc nào rồi? Tôi cũng không biết nữa. Vậy dữ liệu tôi làm suốt đêm có bị mất hay không? Không sao đâu. Anh Hiệp đang cần gấp lắm đó. Chết rồi. Sao tôi lại hồ đồ như vậy chứ? Nè, dữ liệu vẫn còn nguyên, không bị xóa. Cũng may còn cứu được. May quá. Tôi thật khâm phục cô có thể làm được. Cái gì chứ? Cô không buồn vì chuyện Hiệp đã đến với Thiếu Mai sao? Còn quan tâm ảnh như vậy, tốt với ảnh như vậy. Anh nói gì vậy? Thiếu Mai là chị em tốt của tôi, Hiệp lại là bạn thân của tôi. Trong lòng cô chưa bao giờ nghĩ có thể đến với Hiệp sao? Yêu một người không nhất thiết phải được ở bên cạnh họ, thấy họ vui là được rồi. Ok ok, tôi hiểu rồi. Nè, sắp tới giờ rồi, tôi đi nha. Làm xong tôi sẽ đi tìm anh. Được, vậy tôi đi trước. Sớm vậy? Bí kíp ác thắng của sư phụ anh vẫn chưa làm xong. Nếu bây giờ sư phụ và ba của tôi vẫn còn sống, họ sẽ tiếp tục làm gì đây? Hôm nay khi lên sàn chứng khoán, anh có còn mua thăng nữa không? Có một người sau khi chết lên thiên đàng, thiên sứ hỏi anh ta: anh mong trong buổi tang lễ sẽ nghe được bạn bè người thân nói gì về anh. Anh đoán người này trả lời thế nào? Anh ta nói với thiên sứ mong là bạn bè có thể nói với ảnh. Chà, ảnh còn đang cử động. Anh ta không muốn chết. Afghanistan đã tấn công quân Mỹ trước rồi. Chiến tranh rồi. Khi bom nguyên tử thả xuống á, mấy thằng Mỹ chắc chắn sẽ chết hết luôn. Hey, cả ông trời cũng muốn mày chết đó. Nè, lát nữa đi ăn cơm á, đặt phòng VIP có TV, xem chiến tranh trực tiếp, thú vị biết mấy hả? Được. Cái này bán sao vậy? 80 ký. Sao mắc quá vậy? Trời ơi, con muốn mua lại đang mơi mà. Mua lại ngủ thì rẻ rồi. Mấy con đang ngủ, đâu có tươi đâu. Giờ có mua hay không vậy? Mua mà. Vậy thì phải rồi, mấy con đang mơi mới tươi chứ. Đây là bản tin kinh tế. Do ảnh hưởng chiến tranh dùng dịch, thị trường cổ phiếu hôm nay đã rớt mạnh. Anh Hiệp, xong rồi, con đưa chân. Cố thị tình nghĩa, nãi nhượng tập tư, sư tư hữu kỳ địa, xã hội hướng dinh, ta trái hữu phương, nhân giai hữu trạm, viên nhân tính tham lam, mỗi hảo tận tâm tư, tả thế hào đoạt, lạc sĩ thành luyện ngục, quyết vũ tinh phong, sát tróc bất tức, vô số nhân khuynh gia đảng sản, khuynh gia thâu tính mạng, như doanh trùng chi tật dông,
thắng giả tất tán lương tri nhân cách. Tập đoàn tiến giả lên mua 2,000 phiếu hả? Ông Vương có theo hay không? Bỏ đi Hiệp, nếu sư phụ của anh cũng nói như vậy, chúng ta dừng lại đi. Cứ theo. Hiệp à, bây giờ mỗi cuộc công ty vẫn còn cầm cự nổi, cứ coi như chúng ta làm lại từ đầu. Nếu anh còn chơi tiếp, không chừng chúng ta phá sản đó. Tóm lại cũng đã thua, nếu bây giờ bỏ cuộc thì chắc chắn không gỡ được đâu, còn cơ hội để tiếp mà. Đừng như vậy mà Hiệp à. Anh có từng nghe một chuyện tiếu không? Eva hỏi Adam, anh có yêu em không? Anh có biết Adam trả lời sao không? Anh nói thực chất không còn sự lựa chọn. Nhập phạt. Cũng may còn kịp. Thì cổ đạt tối hậu thủ thắng chi đạo. Tên khùng đó, lúc thị trường đóng cửa còn nhập thêm 2,000 phiếu nữa. Hắn muốn chết thì mặc kệ hắn đi. Tốt nhất là chiều nay lúc lên sàn chứng khoán á, nó tiếp tục chơi. Tự mình chơi chết mình mới thôi mà. Alo. Anh Hiệp. Không phải là anh kêu em ngủ sao? Sao không nghe lời? Em đã sắp được di ngôn của sư phụ anh rồi đó. Anh nghe đây, thầy nói dự du cổ đàn số tập tái đắc thiên thực tình nghĩa duy nhất tá vũ tá nhân tá thế tá trùng tá nhân tá thế tá trùng. Được rồi, bà xã hãy đợi tin vui của anh. Bye bye. Thưa bài đại sư đã được kia ngôn của sư phụ tôi rồi. Tôi phải đi một chút rồi. Nè nè, đi đâu vậy? Nè, trước khi lên sàn chứng khoán tôi sẽ về. Lần này chúng ta sẽ thắng chắc rồi. Không ai giống như em. Dù có tán gia bại sản, em cũng làm giùm cho anh. Để em nấu cơm cho anh ăn nha. Tôi biết là tôi cần gì rồi. Tôi muốn mượn vận may của các vị. Mượn vận may à? Tôi muốn mượn vận may tuyệt đỉnh của các vị đặt vào người của tôi. Tôi muốn đấu vận may với hắn. Giờ đây lúc lên sàn chứng khoán, các vị có thể mua thành không? Bộ cậu định mượn tiền của chúng tôi để đưa cổ phiếu lên hả? Muốn nói sao cũng được. Tôi thực sự rất cần người may mắn đứng về phía tôi. Phương Tân Hiệp à, dựa vào địa vị hiện giờ của chúng tôi, chúng tôi liên kết để giá cổ phiếu lên cao. Tôi tin là chúng tôi làm được. Nhưng mà chỉ dựa vào mấy người chúng tôi thì làm sao mà đấu lại cả thế giới được? Bây giờ đang chiến tranh đó. Tôi hiểu, tôi hiểu.
Nhưng chỉ cần có vận may của các chị là tôi nhất định thắng. Các chị hãy tin tôi đi. Còn mấy phút nữa là lên sàn chứng khoán rồi. Chúng ta thắng chắc rồi. Làm sao thắng anh có biết? Không cần phải lo, cổ phiếu hôm nay chắc chắn sẽ lên. Ông Lợi Gia Thành đã đồng ý cho tôi mượn vận may rồi. Yên tâm đi. Yeah, những người giàu có đó chịu cho tôi mượn vận may. Anh mượn vận may cái gì chứ? Đã nói là bà keo kiệt đã gây ra được di ngôn của sư phụ tôi rồi. Mượn vận may đó. Hiệp à, anh tưởng nói lên là lên sao? Bên ngoài đang chiến tranh, cả thế giới đang biết thị trường cổ phiếu sẽ tiếp tục hạ. Ai nói là cổ phiếu sẽ hạ chứ? Cổ phiếu chắc chắn sẽ lên tới 10.000 điểm sẽ lên mà. Tôi chưa từng thấy chiến tranh mà cổ phiếu lại lên. Dù hôm nay là ngày tận thế, cổ phiếu cũng sẽ lên, không có hạ đâu. Nè, rút một lá bài đi, rút một lá bài đi, tôi sẽ từ một gián tài xỉu danh. Rút đi, rút một lá bài, nè, rút đi. Hôm nay tôi thắng anh chắc rồi. Anh có rút con dài thì đã sao? Tôi rút con ếch sẽ thắng chắc anh. Tôi sẽ rút con ếch. Tôi sẽ rút con ếch. Tôi sẽ rút con ếch. Sẽ có kỳ tích. Anh cứ đợi xem đi, đợi xem đi. Cổ phiếu sẽ lên. Anh không muốn tin cũng không được. Tôi tin là chiều nay cổ phiếu sẽ lên. Hôm nay là một ngày kỳ tích. Bây giờ tôi sẽ rút ra một con ếch. Tiêu thật rồi. Tiêu rồi. Lần này là hết chơi rồi. Mua thanh, muốn vào mua thanh, nhập hàng đi. Mua thanh đi, muốn vào mua đi. Sẽ lên 10.000 điểm, chiều nay sẽ lên tới 10.000 điểm. Mua thanh đi, hả? Mua thanh hả? Mua thanh. Sao lại vậy chứ? Thì không đó. Cổ phiếu sẽ lên. Mày cười hả? Để coi 2 tiếng đồng hồ nữa, mày có cười nổi không? Hiếp tình. Nè. Hy vọng đâu? Tôi kêu cổ về nghỉ rồi. Tối qua cổ đã làm bí kíp đó suốt đêm. À phải rồi, giúp tôi gọi điện cho Hy Vọng, kêu cổ báo với ba cổ mua hàng. Còn nữa, kêu cổ báo với bà của cổ Chu Tế mua hàng luôn. Hả? Có lẽ vận may của hai người đó đã tận rồi. Tôi phải xúi họ để mua theo phía Đinh Giả, để cho họ ly xui xẻo cho Đinh Giả. Về chú Tế mua hả? Anh Hiệp nói hả? Vậy là anh đã nghĩ thông suốt rồi. Được, tôi sẽ gọi điện ngay. Nó bị hư rồi không? Cổ phiếu đang hạ mới phải chứ. Mua thêm 5 phiếu hạ đi. Ê!
Ê, mày có nhầm lẫn không vậy? Ăn phân đi, cử động đi. Mày cử động đi có được không? Mày đúng là làm tao tức chết mà. Cử động rồi kìa. Cử động rồi, cử động rồi. Lên rồi. Tấm bảng nó bị hư rồi. Không lý nào. Sao cổ phiếu lại lên được chứ? Đừng làm vậy mà, tấm bảng này là con mình trở trò. Bình tĩnh đi. Đừng mà. Không lý nào. Sao lại như vậy? Chiến tranh kết thúc rồi. Trận chiến này đánh được mấy tiếng đồng hồ đã kết thúc rồi. Mỹ vừa thả vài quả bom. Ở phía Afghanistan đã tuyên bố đầu hàng. Có rất nhiều chuyện không thể đoán trước được đâu. Vẫn còn tái tư, ông ấy sẽ ủng hộ chúng ta mà. Lết đi, hàng sinh chỉ số đã lên tới 1.000 điểm rồi. Phương Tân Hiệp, giỏi lắm. Chuyển toàn bộ vốn đầu tư của chúng ta sang đó đi. Mua thần. Dạ, lết đi. Tái tư, đại chuyện hết vốn đầu tư cổng qua giúp Phương Tân Hiệp rồi. Cái gì? Con trai, giờ phút này không còn ai đáng tin cậy nữa, nên chúng ta phải tự cứu lấy mình. Chúng ta còn bao nhiêu hàng? Bán hết tất cả hàng đi. Bán hết đi. Tôi muốn bán hàng. Bán hết đó. Đến trước để hàng thì chúng ta nhập hàng nhanh lên. Mà bán hết đi. Bán hết đi. Có thể chạy nhanh hơn không? Chạy nhanh lắm rồi cô. Alo. Ba. Con cũng không biết. Anh Hiệp kêu mua hạ đó. Bây giờ con đang về sàn giao dịch đây. Được rồi ba. Để con giúp ba hỏi anh Hiệp được không? Alo anh Hiệp. Ba em hỏi tại sao cổ phiếu đang lên. Anh kêu ổng mua hạ là sao? Được em biết rồi. Không đâu. Không đâu. Không lý nào lại thua. Không thể nào. Chắc chắn sẽ hạ. Đã lên tới 12.800 điểm rồi. Không thể nào. Không thể nào. Oh!
Hàng sinh chỉ số đã hạ sàn rồi, là 13.000 điểm. Trong một ngày đã lên tới 7.000 điểm, phá kỷ lục. Rồi tạm biệt. Tổng thu hôm nay của chúng ta là 235.600.000 tiền Hồng Kông. Daddy, tại sao khi không mang lại thay đổi chiến lược giúp đỡ cho Phương Tân Hiệp vậy? Nếu chúng ta tiếp tục ủng hộ tập đoàn Tứ Giả, chưa chắc là họ đã thua như vậy. Và chúng ta cũng... Năm xưa chung sức với Lệch Can phu nhân, đã đánh không lại một đám nhà chiêm tiên học nổi tiếng, đã từng giúp coi cho ba rồi. Ông ta nói sẽ có một sức mạnh rất lớn ảnh hưởng tới cơ nghiệp cả đời của ba, và sức mạnh này sẽ tới từ phía đông đó. Vậy thì liên quan gì Đinh Giả và Phương Tân Hiệp chứ? Báo với Frankie, bây giờ có thể bắt đầu rồi. Cảm ơn mọi người đã giúp đỡ. Nè mọi người uống vui vẻ đi. Đã, tối nay cùng ăn cơm nha. Thực ra bà kéo kiệt đó đang làm gì vậy? Tại sao anh lại kêu ba em và chú Tế mua hạ vậy? Đây gọi là chiến lược gì? Tại sao chứ? Số tiền họ thua để anh chịu. Anh sẽ trả cho họ thật nhiều thật nhiều. Em cứ yên tâm. Thi Văn. Hiệp à, Trịnh Quốc Bang bệnh tim tái phát chết rồi. Xin lỗi, cú điện thoại này của tôi đã làm cho mọi người phải giật mình. Hôm nay đúng là bi kịch. Nếu người chiến thắng là tập đoàn Tứ Giả mấy người thì thiệt hoàn mỹ rồi. Thật ra anh muốn sao đây? Nhưng đáng tiếc, không có. Tôi muốn nói với mấy người là nếu đã thua thì phải chịu thua. Chúng tôi cũng đã bằng địa danh của Lâm Gia, đều là đưa tiền thật vàng thật cho mấy người chơi. Nhưng bây giờ mấy người thua thì phải chịu trách nhiệm. Chuyện tôi muốn nói chỉ có vậy thôi. Vậy thì mấy người tự lo liệu lấy đi. Vậy tức là sao? Vậy tức là sao? Chuyện này là sao hả? Chuyện này là sao hả? Tôi là Thiếu Mai, xin lỗi, tạm thời không thể nghe điện thoại của bạn. Xin bạn hãy để lại lời nhắn sau khi nghe tín hiệu. Tôi sẽ cố gắng trả lời bạn sớm. Cảm ơn, tạm biệt. Cứ ngồi hoài ở đây. Gọi điện, gọi điện thoại. Đi gọi điện, đi gọi điện thoại đi. Gọi cho đám người ở Ý và Colombia, nói với họ tiền có thể từ từ kiếm lại. Gọi cho họ đi. Đứng lên, nhanh lên, đứng lên. Chỉ cần còn một hơi thở cũng phải ráng gượng, có biết không? Gọi điện thoại, gọi viện binh, gọi điện thoại về công ty, kêu tất cả mọi người về họp. Gọi cho thằng Dương, kêu nó lấy xe đến đón chúng ta, nhanh lên, nhanh lên đi.
Nhanh lên đi, còn là anh hai còn ngồi đó làm gì? Ba, ở bên ý họ khóa máy rồi. Ở công ty không có ai nghe điện thoại. Không ai nghe, không ai nghe thì gọi tiếp, cứ gọi tiếp đi. Trời ơi. Chuyện gì vậy? Hả? Chuyện gì vậy? Cả đèn cũng không tắt, cả bà thím làm vệ sinh cũng không tới làm vệ sinh. Chuyện này là sao vậy? Hả? Ê, không có một bóng người, cả thế giới chết hết rồi sao? Gọi cho ai cũng không có người nghe điện thoại. Từ ngày điện thoại ồn như giết heo vậy đó, hôm nay không hề có một tiếng động. Ê, vậy đại họa giáng xuống rồi. Lần này có chuyện rồi, chắc chắn là có chuyện rồi. Hay gọi điện cho mấy ông chủ đi, thường ngày chơi golf với ba nói chuyện cũng rất hợp mà, để coi họ có giúp được mình không. Ba à, những người chúng ta quen biết con đều đã gọi hết rồi, nhưng mà không có ai nghe điện thoại. Bây giờ chúng ta giống như bị người ta cách ly vậy đó ba à. Con mau gọi cho đám đàn em của con. Bọn người Ý là xã hội đen, tụi nó cũng là xã hội đen mà. Không sao, không sao, không sao đâu. Con rồng sẽ đánh không lại con rắn địa phương. Phấn chấn lên đi có được không? Ba à, con không thể làm gì được nữa đâu. Con không làm được gì nữa đâu mà. Bành mập, kêu anh ta nhờ cảnh sát bảo vệ. Thằng quỷ này chỉ biết nói không, không làm được gì hết. Mọi người đều cố gắng kiên trì tới cùng. Mày thì ngồi khoanh tay, còn nói như lời chán nản nữa, làm mất sĩ khí của mọi người. Bây giờ đại quả giáng xuống rồi mày có biết không? Hả? Bây giờ tao ở đây chỉ huy, mong cha con đồng lòng mở một con đường máu để xông ra ngoài thì mày lại làm ngược lại. Mày là anh hai không biết nghĩ cho đám em. Hả? Mày có thái độ gì đây? Đại quả thì đại quả, suy cho cùng mới thua hết cả gia tài thôi. Trước đây chúng ta không có gì hết mà, sau đó mới kiếm được thôi, có gì ghê gớm lắm đâu. Bà, chúng ta không phải chỉ thua cả gia tài đâu, số tiền là hơn 1 tỷ đó. Với lại số tiền là mượn của bọn mafia Colombia và mafia Ý kìa. Không phải là giải giống ngân hàng, không phải chúng ta chỉ đơn giản là phá sản đâu. Đâu có gì phức tạp chứ. Cùng lắm á, cùng lắm mọi người cùng ngồi vào bàn để giải quyết thôi. Không phải không có chí khí như vậy chứ, có phước cùng hưởng, có nạn cùng chia mà. Phải, họ chính là không có nghĩa khí như vậy đó. Số tiền bây giờ là hơn 1 tỷ, ai nói nghĩa khí với ba chứ, hả? Vừa rồi Frankie đã nói cái gì? Không lẽ ba còn không hiểu hay sao hả? Hắn đã nói chúng ta phải lấy mạng đền. Làm sao đây? Đúng vậy, mấy năm nay chúng ta rất là may mắn, chúng ta đã kiếm được rất nhiều tiền, nhưng cũng đã đắc tội rất là nhiều người. Bây giờ không phải là nói ai lớn, không phải là nói sĩ diện, mà là nói ai có nhiều tiền hơn. Lúc chúng ta còn có thế, không ai dám đụng tới chúng ta, đó là vì họ nể mặt tiền của chúng ta. Nhưng bây giờ chúng ta đã mất hết tiền rồi. Chúng ta đã mất hết tất cả tiền rồi. Vậy thì cảnh sát, xã hội đen, mafia Colombia, cả mười mấy băng đảng xã hội đen ở Hồng Kông đều đang đợi xem chúng ta chết như thế nào đây nè. Anh cũng từng làm đại ca mười mấy năm, anh cũng từng hạ người ta, anh làm tới họ muốn sống không được, muốn chết cũng không xong. Bây giờ có rất nhiều người đang đứng ngoài đợi chơi lại chúng ta, hạ chúng ta kia kìa. Anh đừng có nói nữa mà. Em không muốn chết đâu. Anh cũng đâu có muốn chết chứ. Nếu phải sống dở chết dở, tôi thì chết cho thoải mái một chút đi. Hả? Sống dở chết dở. Mà nói cái gì? Muốn cho con chúng ta đồng lòng chết chung đi.
giữ lại núi xanh không sợ không có củi đốt. Mày lại muốn chết? Dù có sống có bản lĩnh để trả thù sao? Ba à, nếu hôm nay chúng ta bước ra khỏi ngưỡng cửa này, sẽ có mười mấy họng súng bắn thẳng vào chúng ta đó. Từ lúc đó chỉ sợ là chúng ta sẽ không được chết một cách dễ dàng. Chúng sẽ bắt chúng ta về, giày vò chúng ta. Từ lúc đó chúng ta có muốn chết cũng không được đâu. Ba nhìn đi. Tụi con đây là con trai của ba mà. Vừa rồi nó nói là nó không muốn chết mà. Nó đã nói là không muốn chết mà. Nếu như chúng ta từ sau bị người ta làm sống dở chết dở, con chẳng thà tự kết liễu. Sao lại như vậy? Bà Kiều Kiệt. Bà xã. Bà xã. Bà xã, em tỉnh lại đi có được không? Bà xã, em về đi có được không? Em còn không vậy, anh sẽ bỏ em cưới người khác đó. Bà xã, dậy đi. Anh không thể mất em được. Em hãy trả lời anh một tiếng thôi. Trả lời anh đi bà xã. Trả lời anh đi. Bà xã, cuối cùng em tỉnh rồi. Em sắp tới bệnh viện rồi. Em sẽ không sao. Em không sao chứ Mai? À không sao. Nổ máy đi. Nổ máy đi. Đồ chết tiệt, nổ máy đi. Chết tiệt. Anh Hiệp à. Bà xã, em đợi anh. Anh đi gọi taxi sẽ quay lại nha. Đừng bỏ em ở đây một mình mà. Em không muốn tới bệnh viện. Có anh ở bên cạnh của em là em khỏe rồi. Coi, rất đẹp. Em muốn ngắm mặt trời lặn. Thật sự rất đẹp. Em cảm thấy sao rồi? Sau này chúng ta ngày nào cũng như vậy, ngồi ở đây để ngắm mặt trời lặn, có được không? Cũng được. Chồng của em giỏi lắm, đánh thắng trận lại trở về đây cùng em ngắm mặt trời lặn. Mai à. Hình như em nghe có người hát bản Hồng Hà thôi. Em rất muốn nghe bản Hồng Hà thôi. Anh trở nên xe mở đĩa, em sẽ được nghe ngay thôi. Nè, em, anh Hiệp, em sợ anh không tìm được. Bye.
đúng là ông trời thương anh. Lẽ ra không tìm được cùng bác đó, nhưng đúng lúc radio đang hát bản này. Ông trời cũng rất thương em. Phải, người luôn chiếu cố em. Dĩ nhiên rồi, em lấy được một người chồng vừa giỏi lại vừa đẹp trai. Không chỉ là vậy, em luôn cho là em không sống được tới 30 tuổi, không thể ở bên cạnh của anh như vậy. Anh còn nhớ năm nay em bao nhiêu tuổi không? 32 tuổi. Thật ra thì em đã lời được 2 năm rồi. Không chỉ vậy, còn có rất nhiều năm. Có anh ở đây xem lời được ít như vậy. Hứa với em, dù em còn hay mất, anh cũng phải sống thật vui vẻ. Nhanh lên, hứa với em đi mà. Mà hứa với em đi. Hứa với em đi. Được, anh hứa. Phải, vậy là phải rồi. Như vậy mới là người chồng tốt của em. Còn nữa, sau này anh phải chăm sóc Hy Văn. Hy Văn là bạn thân nhất của em mà. Được, em yên tâm, anh biết rồi. Như vậy thì tốt quá. Vậy thì em yên tâm rồi. Mai, Mai, thật ra điều em không yên tâm nhất chính là số bào ngư về Đông Cô em đã cất giữ. Anh à, nếu như không tìm được nó thì sẽ uổng phí lắm. Vậy em cho anh biết đi. Đông Cô em để ở trong ngăn tủ thứ ba bên trái, và em lấy mì gói che nó lại. Còn di cá thì để trong tủ cạc tông ở dưới cầu thang, và em đã dùng báo đậy lại. Mắc nhất là bào ngư, em để nó ở trong cái hộp màu đỏ trong tủ dài. Nhiều như vậy anh có nhớ không? Nhớ chứ, nhớ mà. Ngoài bào ngư và Đông Cô ra, còn có một món đồ quý giá anh để lung tung, em đã cất giùm anh rồi. Là gì vậy? Em để nó trong hộp sắt trên kệ để đồ. Anh mở ra, anh mở ra xem đi thì sẽ biết là cái gì. Ông xã, em rất sợ anh không nhớ đó. Hay là anh mau nói là cho em nghe đi. Đông Cô thì để ở trong ngăn tủ thứ ba ở bên trái, được dùng mì gói che lại. Còn di cá thì em để trong thùng cạch tông dưới cầu thang, được dùng báo đậy lại. Đắt nhất là bào ngư em để ở trong cái hộp màu đỏ. Em để trong cái hộp màu đỏ trong tủ giày. Elizabeth EFI tự tin cùng SYM. Doraemon ơi, giúp với. Không phải. Đây, sốt mayonnaise Ajimayu. Là gì? Là sốt kỳ diệu cho các món xà lách, chiên, kho và xào đều ngon. Dạ, lợi hại quá. Khoa
khoan đã con, hãy chấm bánh mì với Aji Mayo ngọt dịu nè. Ủa, mới hả? Ừ, chấm món nào cũng ngon. Nè, chấm đâu đây ngon quá. Aji Mayo chiều món ngon. Mẹ đã có Aji Quick gia vị nêm sẵn lỗ Thái, chỉ cần cho Aji Quick vào nước sôi, thật dễ dàng có ngay một nồi lẩu tuyệt ngon. Mẹ cũng có Aji Quick lẩu thập cẩm mà. Nhân mà tuyệt ngon. Ajinomoto. Tôi chỉ là một đứa con quan. Em hãy nghe cho rõ, dù thế nào đi nữa thì với anh và em không thể nào có tình yêu được. Anh yêu em. Vì tôi ghét chị. Từ sự đố kỵ. Ai cũng thương chị hơn tôi. Từ những toan tính, tranh giành và thủ đoạn. Anh ta không chịu ngủ với mình thì làm sao có thai được. Và nhiệm vụ của anh là phải làm cho tôi có thai ngay lập tức. Đã tạo ra bi kịch gia đình, tôi nói là tôi vậy đó. Khiến con đường tìm đến một nửa yêu thương càng lắm trong chân. Phim truyện Việt Nam Một Nửa Yêu Thương với Mỹ Uyên, Diễm Châu, Quỳnh Thư, Trương Nam Thành, 7 giờ mỗi ngày trên truyền hình Vĩnh Long 2, bắt đầu từ 13 tháng 3 2013. Châu à. Kỳ nghỉ hè sẽ rất yên ả nếu như bọn trẻ không lạc đến một ngôi nhà kỳ lạ và tìm thấy một quyển sách bí ẩn, mở ra thế giới cổ tích xa lạ và huyền bí. Tự do quá thân, tự do trải nghiệm, cùng ánh mắt dõi theo của một người đàn ông lạ mặt. Chương trình Thế giới cổ tích với những cuộc phiêu lưu kỳ thú, hấp dẫn, lôi cuốn trong từng câu chuyện. Thế giới cổ tích lần đầu tiên ra mắt quý khán giả vào lúc 20 giờ tối Chủ nhật hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Ba đừng đi, bà sẽ không để người ta bắn tụi con đâu. Để bà hẹn mấy người đó ra nói chuyện rõ ràng mới được. Ba, phải hẹn. Ba đừng vậy mà. Ba đừng có gây thơ như vậy nữa. Chúng là không có tính người đâu. Ba hãy nghĩ coi tới lúc đó sẽ như thế nào. Đừng sợ mà. 18 năm sau ba sẽ là một trang hảo hán đó ba. Đừng có kêu con đi, con không đi đâu. Hãy nhảy đi, hãy con nhảy đi. Khoan đã. Không phải con nói là con không muốn chết sao? Vừa rồi trong đó con nói là con không muốn chết mà. Con nói một câu gì ủng hộ ba đi. Mà nói một câu gì đi ủng hộ ba đi. Không phải chết. Nếu mà bị người ta bắn chết á, chẳng là mình tự tử. Không thể từ thử. Người ta sẽ cười nếu xuống dưới chính suối cũng không còn mặt mũi gặp cha Giang Đông nữa. Ba, trừ khi ba sợ chết. Ba, không phải. Ba tuyệt đối không phải sợ chết đâu. Không phải ba sợ chết. Ba chưa bao giờ sợ. Ba chưa bao giờ sợ chết. Con cũng biết rồi đó. Trước đây ba đã trải qua bao nhiêu chuyện. Ba chưa bao giờ sợ chết. Bây giờ có bao nhiêu người uy hiếp ba cũng không sợ. Ba không có sợ họ đâu. Không sợ đâu. Hay là đi năn nỉ họ. Không chừng đám người đó sẽ cho chúng ta một con đường sống. Chúng không có tha cho ba đâu. Làm người dám chơi dám chịu mà ba. Phải đúng vậy. Từ nhỏ tới lớn chuyện gì tụi con cũng nghe lời ba. Bây giờ mọi chuyện ra trong nổi như hôm nay cũng chỉ vì quá nghe lời ba thôi. Hay là chúng ta dứt khoát luôn đi ba. Mưu sát cha ruột. Trời đất bất dung đó. Ba, tụi con không muốn ba là người đầu bạc tiếng kẻ đầu xanh đâu. Tụi con sẽ xuống với ba liền mà. Ba nhảy đi, tụi con sẽ xuống với ba liền mà. Sao lại như vậy hả? Sao lại như vậy? Đó, thấy chưa? Thấy chưa? Thank you.
Trời ơi, trời ơi, sao lại ra nông nổi này, xảy ra chuyện gì vậy? Nên sao lại bề bộn như vậy chứ? Trời ơi, Quan Âm Bồ Tát của tôi ơi, trời ơi, trời ơi, Quan Âm Bồ Tát con xin lỗi, xin Bồ Tát đừng trách tội, Bồ Tát đừng trách tội. Con trai, đừng chết, đừng chết nghe, con trai của ba đừng chết. Ba lên đây, ba lên cứu các con đi, ba lên cứu các con đi, đừng chết, đừng chết nghe. Ba lên đây, đừng làm chuyện khờ dại, đừng làm chuyện khờ dại nghe các con. Anh ơi, chúng ta hết rồi, đừng mà anh ơi. Anh ơi, anh ơi, em không muốn chết đâu. Anh ơi, em không muốn nhảy đâu, đừng mà. Chúng ta không còn gì cả. Em không muốn nhảy. Tụi con xuống với ba đây, chúng ta chết thôi. Chúng ta không được có lỗi với ba. Ba! Con trai, con trai, con sẽ cam tâm để tuyệt tử tuyệt tôn. Đừng mà, đừng mà. Tại sao lại có sấm sét? Ông muốn sao đây? Ông đã lấy hết tất cả các con tôi. Con trai, bây giờ ba xuống với các con đi. Ông trời, đừng dọa con, mình không sợ. Mình không sợ, nhất định phải nhảy xuống. Con trai, tôi phải chết. Tôi phải chết. Nè, ông à, nè ông dậy đi. Ông làm sao vậy? Chuyện gì vậy? Nè, anh hai,
Em là Hy Văn. Anh chị có biết là ba đã chết rồi không? Sao mọi người không tới gặp ba lần cuối vậy? Mày còn dám gọi điện cho tụi tao nữa hả? Cả đồng tiền cuối cùng của ba cũng bị mày làm thua hết rồi. Tụi tao còn không được chia một xu nào hết. Cũng là phương tân hiệp của mày hại chết ba đó. Đinh Giả, tôi báo cho ông biết, ba đứa con trai của ông đã chết rồi. Lát nữa bác sĩ vào đây để ông ký vào giấy chứng tử. Bây giờ tôi muốn lấy lời khai của ông, xin ông ấy hợp tác. Thực ra tình hình lúc đó... Phương Tân Hiệp, Phương Tân Hiệp, tôi muốn gặp Phương Tân Hiệp, tôi muốn gặp Phương Tân Hiệp, tôi muốn gặp Phương Tân Hiệp. Hiệp à, tắm rửa rồi đi ngủ đi. Anh đã mệt rồi. Tôi sợ tôi lãng phí, sợ tôi không nhớ, tôi sẽ không quên đâu. Tôi nhớ rồi. Ở đây. Đông cô, Đông cô, Đông cô, Đông cô để ở, Đông cô để ở trong ngăn tủ thứ ba bên trái. Ngăn tủ thứ ba, ngăn tủ thứ ba, ngăn tủ thứ ba. Ở đây, nhớ rồi, tôi đã tìm được rồi. Phải, còn phải tìm Di Cá nữa. Còn phải tìm Di Cá nữa. Bà xã, em giấu bọc đưa Di Cá kỹ thật đó. Tìm đã, tìm đã, tìm đã. Tìm được rồi. Cũ sợ là tôi không nhớ, nhưng tôi đã tìm được rồi. Tìm được rồi. Còn có một món đắt giá hơn nữa. Ở đây. Mấy con nhỏ theo việc đó giấu đồ kỹ tới như vậy, dù trộm có vào cũng khó mà tìm được. Đó là bản tính của người keo kiệt mà. Còn có một món đồ quý giá hơn nữa, anh để lung tung em cất giùm anh. Em để nó trong hộp sắt trên kệ để đồ. Kệ để đồ, kệ để đồ. Anh mở ra xem đi, tôi biết sẽ là gì. Hiệp à, Bà Kiêu Kiệt, Bà Kiêu Kiệt, Bà Kiêu Kiệt. Hiệp, Hiệp đừng vậy mà. Giờ tôi đã không còn gì nấu cơm cho tôi ăn nữa rồi. Hiệp à, Hiệp, Tiêu Bà chết rồi. Hiệp à, bình tĩnh đi, bình tĩnh đi mà. Hiệp, đừng vậy mà, nha. Tiêu Bà chết rồi. Anh bình tĩnh đi có được không? Hiệp à, Hiệp à, bình tĩnh đi. Đừng vậy mà, Hiệp. Hiệp à, bà xã, đừng vậy mà. Hiệp, Hiệp à, được rồi,
con dâu. Con dâu, con dâu. Hoàng thiên tại thượng, lê xấu con xin thề với trời, nếu con của con và cháu nội con còn làm chuyện hại người hại mình, vậy con thà là mình để tuyệt tử tuyệt tôn, chết không người đưa tiễn. Trời ơi má, sao má lại nói như lời như vậy? Má là má của con mà. Hi Văn là cô à? Khuya vậy rồi còn về công ty, anh không mệt sao? Cô sao rồi? Ôi trời ơi, cô đã mệt rồi, đừng chơi nữa, mau về đi. Hi Văn, tại sao cả các em cũng đối xử với tôi như vậy? Tại sao chứ? Được rồi, tôi đi cô về. Tại sao tôi lại thất bại như vậy? Anh nói cho tôi biết đi. Cô không thất bại. Ba tôi đã chết rồi. Là tôi đã hại chết ba tôi đó. Đó chỉ là sự cố. Ông đã gọi điện hỏi tôi mấy lần có nên tiếp tục mua hay không, là tôi kêu ông mua đó. Cô cũng đâu có biết là sẽ như vậy chứ. Hiệp đã nói trước rồi, sẽ trả lại số tiền hỏi tôi. Đừng có nhắc anh Hiệp nữa. Không biết phải làm sao. Từ nhỏ đến lớn tôi cũng không biết mình phải làm gì nữa. Ba tôi không thương tôi, thì tôi đi khắp nơi tìm những người thương tôi. Tôi tin tưởng ảnh như vậy, ảnh kêu tôi làm gì tôi cũng làm. Tôi cũng không biết tôi là người gì nữa. Đến cuối cùng không còn gì hết. Ba cũng mất, bạn bè cũng mất, cả bản thân cũng mất. Tôi đã biết trước suốt cuộc đời tôi phải cô độc. Tôi không biết bản thân mình phải làm gì. Tôi thật sự không biết. Tôi không biết. Hi Văn à, được rồi. Hi Văn. Về nhà đi. Hãy ráng ngủ, đừng suy nghĩ gì hết. Khi trời sáng sẽ không còn chuyện gì nữa. Anh có tin thiên lý tuần hoàn nhân quả báo ứng không? Trước đây ba tôi là qua thám trưởng. Mọi người đều biết ổng tham ô nên mới chạy sang Đài Loan. Với lại những chuyện thất đức ổng làm muốn đếm cũng đếm không hết. Ba tôi từng nói với tôi, năm xưa ổng đã gài ba của anh Hiệp tham ô. Anh nói đi, có chuyện này không? Cô đừng khờ nữa. Không lẽ cô làm như vậy giùm Hiệp là vì trả thù à? Tôi không có ý đó. Chuyện này tôi nghe ba tôi nói nên tôi mới biết thôi. Tôi nghĩ cả anh Hiệp cũng không biết. Tuy là anh Hiệp không biết, nhưng ông trời biết. Tôi luôn cảm thấy trên đời này giống như có cái gì đó đang khống chế. Tôi không biết đó là gì. Giống như trong vô hình thật sự có cái gì đó. Lần này anh Hiệp lại đang trả thù cho gia đình ảnh. Có khi nào tất cả những người đắc tội ảnh đều bị kết cục như vậy không? Tôi nghĩ là cô nghĩ quá nhiều rồi. Nghe lời tôi, đừng suy nghĩ gì hết.
anh cũng cảm thấy tôi nói đúng à? Hy Văn, Thiếu Mai chết rồi. Tôi biết. Nếu như cô nói nước trong vô hình thực sự có cái gì đó, thực ra nó giúp ai? Bây giờ chúng ta có nói gì cũng vô ích. Đợi sau khi cô ngủ dậy rồi tính sao. Tôi về trước nha. Thảo Thiện, anh được đi. Ở đây với tôi đi, nói chuyện với tôi đi. Nói chuyện gì cũng được, ở đây với tôi đi được không? Cô không một mình đâu, yên tâm đi. Tôi không bỏ lại cô một mình. Anh không biết thôi, cả đời của tôi không có bạn bè, chỉ có người bạn là Thiếu Mai. Tôi biết rõ anh Hiệp yêu Thiếu Mai, nhưng mà tôi nói với anh Hiệp, Tôi đã từng thề ở trước mặt ba tôi. Tôi nói nếu tôi yêu anh Hiệp, tôi sẽ bị lửa thiêu, sẽ bị trời đánh, cô độc suốt đời. Linh nghiệm rồi, bây giờ đã linh nghiệm rồi. Tất cả các anh chị em của tôi, không người nào tới đưa tiễn ba tôi. Tôi và họ 10 năm cũng không có gặp nhau. Ba chết rồi, không ai đếm xỉa tôi nữa. Thiếu Mai cũng chết rồi, cả người chị em tốt nhất cũng mất rồi. Nếu thật sự là như vậy, tôi phải cô độc suốt đời đó. Thảo Thiên, đúng là tôi phải cô độc suốt đời. Không đâu, cô không cô độc suốt đời. Còn có tôi, chỉ cần cô bằng lòng, tôi sẽ mãi mãi bên cô. Tôi không bỏ rơi cô. Hả? Hy Văn, Thảo Thiên, anh về đi. Tôi không cần anh ở lại đâu, anh về đi. Anh đi đi. Hai ngày qua tôi luôn lo lắng không biết cô ra sao rồi. Tôi rất muốn đi tìm cô, sợ cô có chuyện. Nhưng công ty còn nhiều việc phải làm. Vợ của anh Hiệp thì lại mới mất. Bây giờ thấy cô không sao, tôi yên tâm rồi. Tài sản em cũng phải nấu một bữa thật thịnh soạn cho anh ăn. Em có muốn ông xã của em bị người ta ăn hiếp? Alo, sở cảnh sát. Tôi không có ý muốn gặp người đó. Dù người đó muốn gặp tôi mới chịu cho lời khai cũng không liên quan gì tới tôi hết. Đinh Giả, Phương Tân Hiệp, tôi muốn gặp Phương Tân Hiệp. Đinh Giả, có người tới thăm ông. Phương Tân Hiệp, tôi muốn gặp Phương Tân Hiệp. Tôi ở đây. Là mày à? Đúng là mày rồi. Phải, đúng là tôi đó. Ông có gì muốn nói không? Giữa tao và mày cần phải giải quyết cho xong. Đã giải quyết xong rồi. Không có, ba đứa con của tao đã chết rồi. Vậy tức là đã giải quyết đó. Có phải là vì ông chưa chết không? Ông trời không để tao chết, để đưa tao trở về. Mày đã làm,
Làm nhiều chuyện thất đức như vậy, hại chết nhiều người như vậy. Ông đang nói bản thân của ông sao? Là ai đã làm chuyện thất đức? Ai đã hại chết bà của tôi? Ai đã cho con của hắn khóa trái cửa lại, tiêu chết anh chị của tôi? Là ba mày đã cướp người đàn bà của tao. Nhanh, không phải là mẹ của mày. Không phải là mẹ của mày. Làm cho giá cổ phiếu rớt, hại bao nhiêu người tán gia bại sản, sau đó tự mình làm giàu chứ. Ông trời phạt ông, không cho ông có con cái nữa. Là ba của mày đã vu khống tao. Anh chị của mày đã vu khống tao, tao không có cho người làm. Không lẽ mấy người chết đó cũng muốn đổ thừa tao? Mày còn luôn nói với người ta là tao hại chết gia đình mày và doanh nữa. Chính tôi nhìn thấy ông đẩy bà tôi té xuống lầu. Tôi thấy anh chị của tôi chết như thế nào là chính tôi đã nhìn thấy. Tôi muốn con chứ hại người chết như thế nào? Chết như thế nào? Mày là sao chổi? Do mày khó sinh nên má mày mới chết đó. Tao còn nhớ má mày nói vừa sắp sinh mày, ba mày đã nhức đầu đau cho đến khi sanh mày ra mới thôi. Ba mày lâu nay không có bệnh cũng không đau, sau khi không lại bị như vậy ta cũng lấy làm lạ. Điều này cho thấy là điềm báo. Tao nhớ rồi, cũng bắt đầu từ lúc đó ba mày đã xa lánh tao. Tao và ông chơi chung từ nhỏ tới lớn, khi không ông lại không coi tao là bạn nữa. Mày là sao chổi? Mày sinh ra là để đòi nợ, nên má mày chết rồi, đến lượt ma của mày chết. Nếu ai gặp mày, người đó cũng phải chết mà thôi. Đồ tâm thần. Mày là sao chổi? Tao nguyền rủa mày. Mày là khắc tinh. Có vợ thì khắc vợ, có con thì khắc con. Mày sẽ tuyệt tử tuyệt tôn. Cả đời của ông luôn tạo nghiệp. Ông phải xuống địa ngục, sẽ bị chi giảo nhau, dớt để rồi lại bỏ xuống chuyện tiếp. Ông không là cái gì hết. Ba thằng con của ông suốt đời không được siêu sinh, chúng sẽ biến thành ác quỷ suốt ngày đeo theo ông. Còn tao sẽ không đối xử với tao như vậy. Chúng sẽ suốt ngày bám theo ông. Chúng sẽ suốt ngày bám theo ông. Ông có biết không? Hả? Mày là tên khốn. Mày là tên khốn. Sao chổi mày? Mày là sao chổi? Mày là sao chổi? Mày. Ông ra ngoài trước đi. Để đi. Đừng để hắn đi. Đừng để hắn đi. Hắn là quỷ dương. Hắn muốn hại người. Tao sẽ không để mày yên. Tao không để mày chết dễ dàng đâu. Tao nhất định tìm được mày. Tao và mày vẫn chưa giải quyết xong mà. Mày có vợ thì cắt chết vợ, có con thì cắt chết con, tuyệt tử tuyệt tôn. Nếu ai gặp mày thì người đó cũng phải chết. Sinh ra là để đòi nợ, ác quỷ hại người. Nè, con người của anh sao vậy? Có gì không vậy? Cẩn thận coi chừng xe đụng chết à. Tôi không. Quãng đời còn lại của tao, để tao coi tên hại người như mày sẽ chết như thế nào. Suốt đời này ông cũng sẽ bị ác quỷ đeo theo ông. Tôi sẽ cưa lũ ác quỷ đó, suốt ngày đeo theo ông. Bất kể ông đi đâu cũng sẽ đi theo ông. Sẽ có rất nhiều ác quỷ. Sẽ có rất nhiều ác quỷ. Ngày nào cũng đeo theo ông. Ngày ngày đeo theo ông. Đêm đêm đeo theo ông. Con mà, cứu tôi. Bà bác sĩ giúp tôi đi. Đừng đi theo tôi. Đừng có đi theo tôi mà. Xuống. Đừng có theo tôi. Nằm xuống đi. Đừng có bám theo tôi mà. Đừng có ông nữa. Đừng có ông nữa. Đừng có ông nữa. Ông bà bình tĩnh đi. Không được ông. Bình tĩnh mà. Bình tĩnh đi. Đâu. Bình tĩnh. Anh tin trên đời này có oan hồn không? Nếu kiếp trước mắc nợ, kiếp này phải trả. Anh nói gì vậy? Có người nói tôi là sao chổi. Là tôi đã hại chết gia đình tôi. Là tôi đã khắc chết vợ tôi. Ai nói vậy?
Vừa rồi tôi có đi gặp Đinh Giả. Những lời hắn nói anh cũng tin à? Hắn nói tôi là ác quỷ hại người. Chỉ cần người nào gần gũi tôi thì người đó phải chết. Tôi có đi coi bói rồi. Đúng là tôi rất xui xẻo. Như cả nhà tôi cũng là chính mắt tôi chứng kiến họ chết. Ba tôi, chị Doanh và cả anh hai chị hai, họ từng người chết trước mặt của tôi. Là tôi đã lấy mạng của họ. Tại sao ai đấy không chết, tôi lại không chết, chỉ còn lại một mình tôi chứ? Có muốn nghe ý kiến của tôi không? Nè, chúng ta chơi trò chơi. Tôi rút nước, nếu anh rút được cây dài hơn của tôi, coi như anh thắng. Con số cuối cùng là số mấy? 2. Còn tờ thứ 2? Số 0. Tờ thứ 3? 7. Trong túi tôi còn bao nhiêu xu? 4. Anh có thiên lý nhãn đó? Không có. Tôi đoán thôi. Chuyện gì tôi cũng đoán mà. Anh không phải là sao chổi, anh là sao may mắn, là cứu tinh. Trước đây tôi thua anh, tôi không phục. Tôi là sinh viên danh dự hạng nhất của trường Mỹ. Năm 15 tuổi thì đã có thể kiếm được 10.000. Lần đầu tiên thua anh thì tôi đã tự nói với mình là do anh may mắn hơn tôi. Lần thứ hai tôi thua anh, tôi lại nói bản thân mình chẳng qua là sự cố. Trước đây tôi luôn có một quan niệm, tôi không để thua một kẻ vừa lười vừa không có bản lĩnh lại vừa chết vợ. Nhưng sự thật là sự thật, cuối cùng tôi vẫn thua anh. Anh đúng là thật thà. Lâu nay tôi luôn thật thà vậy mà, không phải bây giờ mới biết chứ. Anh có biết người tên Tái Tư không? Ông là người giàu có nhất thế giới, là người thật sự có thể khống chế tiền tệ, ở trong giới cổ phiếu là vô địch. Ông ấy cũng là sư phụ tôi. Ông ấy từng nuôi tôi, còn đưa tôi ra nước ngoài du học. Nhưng mà sau đó tôi đã bỏ ông ấy đi vì cách làm việc của ông. Tóm lại là ra tay độc ác. Lần này trận chiến giữa chúng ta và Đinh Giả, tôi tin là ông cũng có phần. Nếu vậy cuối cùng ông cũng thua. Hiệp à, anh không hiểu đâu. Ông không dễ gì ra tay, một khi ra tay thì không dễ gì bỏ cuộc. Khi ông xuất hiện ở Hồng Kông này thì chứng minh là ở đây sẽ xảy ra vấn đề. Ông giống như cá sấu khổng lồ, muốn nuốt hết tiền tệ thị trường vào bụng. Nhất định phải có người ngăn cản ông. Không phải anh muốn nói người đó là tôi chứ? Trước khi tôi chơi trò chơi với anh, tôi cũng bán tính bán nghi. Nhưng bây giờ tôi đã tin anh rồi. Ừ, tôi không có bản lĩnh lớn như vậy để đối phó con cá sấu. Vì trước đó nhà Kim Tinh đã nói, nói ổng sẽ gặp phải một khắc tinh ở thị trường cổ phiếu. Khắc tinh này sẽ xuất hiện ở châu Á, với lại còn là Đông Nam Á. Ma tinh, chợ may tinh, cứu tinh, còn có tinh gì nữa anh nói ra hết đi. Hiệp à, là tôi nói thật. Tái Tư đứng tên tới 7 công ty chuyên để làm bình phong cho hắn. Nè, công ty gỗ, công ty xuất khẩu lương thực, công ty khai thác dầu mỏ, công ty bào chế dược phẩm, công ty sản xuất thủy tinh, công ty khai thác hải dương, còn nữa nè, công ty phát triển điện lực. Nhớ, một khi những công ty này phát triển ở đây, chúng ta phải đề cao cảnh giác. Tôi chỉ biết phần mềm UN. Anh có thể tìm tất cả các tên công ty trong đó. Không chỉ vậy, anh còn có thể thu thập tất cả các tài liệu. Họ có động tĩnh gì cũng không qua được mắt của anh. Dựa vào khả năng của tôi chỉ có thể đứng thứ hai. Anh mới là number one. Anh có can đảm, may mắn và nhanh nhẹn. Trải qua một ngày kỳ tích, tôi mới hiểu chỉ dựa vào kỹ thuật thôi là chưa đủ. Thiên à, tôi thực sự rất là mệt. Bây giờ tôi không muốn làm gì hết. Tôi chỉ muốn tìm lại vợ của tôi, để tìm lại thời gian trước đây tôi đã bỏ lỡ. Tôi muốn về quê. Hiệp, tại sao còn ra ngoài? Tới giờ cơm rồi. Có lẽ nó sang nhà Thiếu Mai sửa tivi giùm rồi.
Đồ ngốc, mới sửa lần đầu đã hư rồi, sửa lần thứ hai còn tệ hơn lần thứ nhất. Anh đành tiền cho tôi đi. Lúc tôi về nó vẫn không sao mà, từ cô làm hư chứ bộ. Thứ Mai đã chết rồi. Em biết. Chuyện của ba em, thật ra bác sĩ đã nói trước rồi, ba em bị bệnh tim, cũng không cầm cự được bao lâu nữa. Thật xin lỗi, anh đã có nói với Thao Thiên kêu anh mua lại căn nhà và xe hiện em đang sử dụng, sau đó sang tên cho em, định chi một phần cổ phần của công ty cho em. Không cần, em không cần gì hết. Biết là không thể bù đắp được gì, nhưng đây là một chút lòng thành của anh. Anh có biết là em cần gì không? Em thua Thiếu Mai, không có gì để nói. Thiếu Mai đích thực rất tốt, cô thật sự rất tốt. Nhưng bây giờ Thiếu Mai đã không còn nữa. Em hỏi anh, thật ra anh có biết là em yêu anh không? Thật ra em có còn cơ hội không? Em nói đi. Chuyện giữa anh và Thiếu Mai em biết rất rõ. Vị trí của cô ở trong lòng anh bất cứ ai cũng không thể thay thế được. Dù là cô chết cũng không thể. Ý anh muốn nói là anh sẽ không thích người phụ nữ nào khác? Phải. Anh chắc chắn? Chắc chắn. Vậy anh thề đi. Đây là chuyện giữa anh và Thiếu Mai, nhưng bây giờ cũng liên quan tới em. Từ lúc em quen anh cho tới bây giờ cũng đã 10 năm rồi. 10 năm rồi đó. Không lẽ anh nói là không liên quan em sao? Tôi, Phương Tân Hiệp, xin thề với trời, suốt đời suốt kiếp tôi chỉ yêu vợ của tôi Thiếu Mai. Nếu như còn yêu người đàn bà khác thì sẽ bị trời tru đất diệt, chết không toàn thây. Vậy thì bỏ đi. Bỏ đi. Em có thể ôm anh một lần không? Hả? Em còn tưởng em sẽ rất kích động, sẽ rất lưu luyến. Thì rất không có. Thiếu Mai nói rất đúng. Cô nói cái gì? Cô đã từng tặng cho em một quyển sách, nói rất thích hợp với em. Trong đó có một câu chuyện nói ngày xưa có một tiểu hòa thượng, một đại hòa thượng. Họ đi ngang qua một con sông, nhìn thấy một người phụ nữ định qua sông nhưng lại không qua được. Vậy là đại hòa thượng đó đã cõng người phụ nữ đó qua sông. Tiểu hòa thượng đó trông thấy thì trong lòng thấy khó chịu. Có gì mà khó chịu?
nam nữ thọ thọ bất thân, đồ ngốc. Người đó suy nghĩ từ bờ sông lên tới núi, cuối cùng không nhịn được hỏi đại hòa thượng: tại sao vừa rồi huynh phải cõng người phụ nữ đó đi qua sông vậy? Anh có biết đại hòa thượng đó phản ứng thế nào không? Đại hòa thượng chỉ mỉm cười và nói thật lòng với tiểu hòa thượng: vào 3 canh giờ trước thì ta đã bỏ xuống rồi, là để chưa chịu bỏ xuống thôi. Có hiểu không? Không hiểu. Tại sao giờ anh lại giới thiệu sách này cho em đọc chứ? Em cảm thấy rất có ý nghĩa. Cổ dạy em phải biết bỏ xuống, đừng có chuyện gì cũng cố chấp như vậy. Hôm nay em đã đọc quyển sách đó một lần nữa, lại suy nghĩ suốt cả ngày. Thì ra là vậy. Thì ra khi bỏ xuống rồi lại dễ chịu hơn. Em nghĩ cô cũng mong anh làm được như vậy. Vừa rồi chuyện anh thề bỏ qua đi, em cũng sẽ không đeo theo anh nữa. Điều quan trọng nhất là anh vui, em cũng vui. Lý do đơn giản vậy, anh hiểu chưa? Hiểu. Cô muốn em vui, cũng muốn anh vui, vậy thì chúng ta cứ vui vẻ tiếp tục sống đi. Có phải không? Bạn thân. Bạn thân à? Phải rồi. Sau này chỉ cần có người mang nửa tờ 500 này tới tìm anh, anh không cần biết đó là con của em hay là chồng của em. Muốn anh làm chuyện gì, anh cũng đồng ý. Anh làm như vậy coi như trả những gì đã nợ em. Có phải hơi cù lần không? Có một chút. Nếu em nhận để anh được yên tâm thì cũng được, nhưng có điều kiện. Anh xoay lưng lại đi, em muốn đá mông của anh đó, có cho không? Có được không? Được. Nhanh lên. Được rồi, giờ đá nhẹ một thôi. Chút nữa. Được rồi. Hay. Trời. Nè, cúi thấp một chút nữa. Sao một đá đau quá vậy? Nhanh lên đâu đi. Đau quá, tôi đủ rồi. Nhanh tôi lên, cúi thấp xuống. Cúi thấp xuống được, đi. Được, giờ đá nhẹ thôi. Trời ơi, em đúng là nhẫn tâm thiệt. Em đá thật sao? Dễ dãi cho anh rồi đó. Lúc anh chu cái mông rất đẹp. Em đi nha. Gặp lại trong đám tang của Thiếu Mai. Bye bye. Bye bye.